gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản chiến chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, đã về đánh cũng rất là ok. Làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok.